lên nhiều mụn, cái này dùng Tenerin nó cũng đẩy nhân mụn lên em ạ. Em không nhận nó đẩy lên đâu, đẩy lên ác liệt rồi đi em ạ. Chứ dùng Tenerin không phải là một cái sản phẩm mà mình có thể dùng một cách tùy tiện đâu. Theo quan điểm anh Hoan thì như thế. Và cũng có rất nhiều người, người ta rất hay dùng Tenerin trong trường hợp mà bị mụn trứng cá nặng như thế này, mà lại là dùng bôi. Nó kích ứng lắm, nhất là da những cái người mà lớn tuổi như em mỏng đi. Anh lo lắng là vấn đề sau này nó bị suy giảm cái hệ thống miễn dịch da em nhé. Để bây giờ anh sẽ điều chỉnh cho em. Mười phần thì em thấy đỡ được khoảng mấy phần rồi? 8 ạ. Anh thấy da em đẹp hẳn lên nữa. Khá là ổn mà, là tuyệt vời luôn ấy. Hôm trước trông tệ nhỉ? Hôm trước trông hơi bị tệ, cái mũi mắt này chỗ này nhiều mụn ẩn lắm này, đúng không? Ừ. Bây giờ khá là ổn. Em thấy hài lòng không? Có. Lần trước em đi điều trị ở đâu mà tệ thế nhỉ? Ở cái phòng khám gần chỗ em ạ. À, phòng khám gần chỗ em. May gặp anh Hoàng nhỉ? Mà sao em biết anh? Bạn giới thiệu. Ok, khá là ổn rồi. Đây anh chỉnh đơn cho em nhé.